xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo đánh giá của giới phân tích, cuộc tấn công lớn chưa từng có của Ukraine vào tỉnh Kursk không chỉ khiến Điện Kremlin bất ngờ mà còn bộc lộ lỗ hổng phòng thủ của Nga ở vùng biên giới. Giao tranh dữ dội vẫn diễn ra ở biên giới Nga. Ukraine cho biết đã tiến hành thêm một đợt đột kích vào sâu trong lãnh thổ Nga, cách khu vực giao tranh tại Kursk khoảng 240 km. Chuyên gia George Barot, thuộc viện nghiên cứu chiến tranh ISW, kem nhận định việc Ukraine xâm nhập khu vực Kursk sẽ khiến các chỉ huy quân sự của Nga phải xem xét một số vấn đề mà họ chưa từng đối mặt kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Đó là Nga đã không đầu tư nhiều nguồn lực bảo vệ biên giới nước này, thay vào đó tập trung đưa quân tới Ukraine. Trước đây, Kiev được cho là không có khả năng thực hiện bất cứ cuộc tấn công mạnh mẽ nào vào lãnh thổ Nga. Chưa kể, nước này cũng bị hạn chế về cách thức sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Điều đó khiến Nga cho rằng lãnh thổ của họ vẫn luôn được đảm bảo an toàn. Nhưng chiến dịch đột kích Kursk đang chứng minh điều ngược lại, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với các kế hoạch của Nga nhằm hoàn thành những mục tiêu lớn trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông George Baros, trong hai năm qua, quân đội Nga dường như ít chú ý đến việc bảo vệ vùng biên giới giáp với khu vực Đông Bắc Ukraine. Khoảng 1.000 km biên giới của Nga không có đủ lực lượng bảo vệ, cũng như không được củng cố tuyến phòng thủ Moscow có lẽ đã triển khai một phần lực lượng bảo vệ biên giới tham gia các hoạt động khác tại Ukraine, ông George Barrot lưu ý. Tuy vậy, sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk, Nga đã tập trung mọi nỗ lực để đẩy lùi đối phương và điều này có thể thay đổi bản chất cuộc chiến, ông Barrot nhận định. Sau gần 2 tuần giao tranh, Ukraine tuyên bố kiểm soát hơn 1.150 km vùng lãnh thổ Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky cho biết, Diện tích lãnh thổ biên giới Nga mà Ukraine chiếm được trong tuần đầu tiên gần bằng diện tích lãnh thổ mà Moscow đã chiếm được ở Ukraine kể từ đầu năm đến nay. Trước đây, Ukraine chủ yếu dùng phương tiện không người lái cùng với vũ khí tầm xa tấn công các tài sản quân sự trên đất Nga như sân bay, kho bãi và nhà máy lọc dầu. Kỳ ép rất hiếm khi triển khai binh sĩ vượt biên vào Nga. Theo ông Barot, ông cần phải xem xét một cách lâu dài những thách thức ở khu vực biên giới của nước này. Một mặt do việc xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc cần rất nhiều thời gian. Mặt khác, nỗ lực mà nga phải thực hiện sẽ phụ thuộc vào diện tích lãnh thổ mà ukraine đang nắm giữ. ukraine dường như đã thành công trong việc gây sức ép lớn đối với quân đội nga. moscow cần phải cân nhắc thận trọng việc tái triển khai những đơn vị nào ở tuyến đầu của ukraine đến để bảo vệ kosygev, ông baron nhận định. một số thông tin nguồn mở cho thấy nga đã rút bất lực lượng từ các khu vực chiến đấu có mức độ ưu tiên thấp hơn ở ukraine, chẳng hạn như khu vực kharkov, kherson, zaporizhia. CNN dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ tuần trước cho biết, Nga đã điều động hàng nghìn binh sĩ từ Ukraine đến Kursk. Ngoài ra, nước này cũng đưa thêm lực lượng đến từ Kaliningrad. Tuy vậy, không có dấu hiệu cho thấy Nga rút quân khỏi các khu vực ưu tiên ở phía đông Ukraine, nơi họ đang giành được nhiều lợi thế. Nhịp độ tấn công của Nga ở miền đông Ukraine nhiều khả năng không có chiều hướng giảm trong thời gian tới, ông Parut lưu ý. Business Insider dẫn nhận định của các chuyên gia về xung đột cho rằng việc Ukraine xâm nhập Kursk có thể nhằm mục đích khiến Nga phải giàn trải lực lượng và chịu áp lực lớn. Ông Barot đánh giá, nếu Nga quyết định tái triển khai nhiều lực lượng để bảo vệ vững chắc 1.000 km biên giới, thì đây sẽ là một sự thay đổi đáng kể, vì các lực lượng này sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn và có nguy cơ bị xa lầy trong các cuộc giao tranh ở biên giới. Điều đó sẽ làm giảm tính linh hoạt của Bộ Chỉ huy Nga trong việc lập kế hoạch hoạt động tại Ukraine. Về lâu dài, nó sẽ khiến Nga mất nhiều nguồn lực và khiến xung đột mở rộng. Theo trên trang Barot, Nga vẫn duy trì được lợi thế lớn trong cuộc xung đột, bất chấp sức ép to lớn tại khu vực biên giới. Trong thời gian qua, có rất nhiều yếu tố thuận lợi giúp Moscow có thể tập trung lực lượng trong các cuộc chiến tại Ukraine. Trong đó, phải kể đến việc phương Tây cấm kỵ ép sử dụng vũ khí do họ cung cấp tấn công lãnh thổ Nga suốt nhiều tháng. Thêm vào đó, Nga không cần phải phân tán quá nhiều nguồn lực để bảo vệ các mặt trận trong nước như Ukraine. Trái lại, Kiev phải đầu tư số lượng lớn nhân lực và vật lực để bảo vệ các nhà máy điện, tuyến đường sắt không phận, hàng viện trợ do phương Tây cung cấp. Nhờ có lực lượng lớn hơn nhiều, Nga đã khiến quân đội Ukraine bị kéo căng dọc theo tuyến đầu và gây sức ép lớn cho họ. Ông Barot nhấn mạnh, Nga không gặp phải các vấn đề tương tự như Ukraine bởi các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine không có khả năng phá hủy lớn bằng những loại vũ khí mà Moscow sử dụng để tấn công Kiev. Về cơ bản, Nga đã tận dụng được các lợi thế kể trên trong suốt 1,5 năm qua. Vào ngày 23 tháng 8, phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk xác nhận họ đã phá hủy một chiếc phà tại cảng Kakat thuộc tỉnh Krasnodar của Nga. Ông Pletenchuk nói rằng chiếc phà đó được dùng để vận chuyển nhiên liệu lẫn vũ khí là một trong những chuỗi hậu cần quân sự quan trọng nhất của Nga. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước đó, đài RT đưa tin, lực lượng Ukraine đã tấn công một chiếc phà chuyên dùng để chở các toa tàu tại cảng Kakas gây ra đám cháy lớn. Đến chiều qua, đám cháy đó vẫn chưa được dập tắt, theo hãng tin Một quan chức địa phương cho hay, khi bị tấn công, chiếc phá đang chở 30 thùng nhiên liệu. Ngoài ra, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk tuyên bố, ngày 22 tháng 8, họ đã tấn công một căn cứ quân sự ở tỉnh Kursk của Nga bằng bom GBU-39 có độ chính xác cao do Mỹ sản xuất, theo trang Kiev Independent. Ông Olechuk viết trên ứng dụng Telegram, một chỉ huy máy bay không người lái, một đơn vị tác chiến điện tử vô tuyến thiết bị, vũ khí và 40 quân nhân Nga đã bị tấn công. Ngoài ra, theo trang The Kiev Independent, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk tuyên bố rằng, vào ngày 22 tháng 8, họ đã tấn công một căn cứ quân sự ở tỉnh Kursk của Nga bằng bom GBU-39 có độ chính xác cao do Mỹ sản xuất. Được biết, ta còn dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay, Tổng thống Vladimir Putin đã ra quyết định về việc đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở Kursk. Ông Antonov nhấn mạnh, tôi hoàn toàn tin rằng tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu hình phạt nặng nề vì những sự kiện ở tỉnh Kursk. Giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thủ đô Kyiv hôm qua để hội đàm với Tổng thống Zelensky. Đây là chuyến đi đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi Kyiv độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991. Chuyến thăm Kyiv của Thủ tướng Modi diễn ra sau khi ông tới Moscow vào tháng 7 có ý nghĩa quan trọng khi Ukraine đang cố gắng vun đắp quan hệ ngoại giao ở Nam Bán Cầu trong nỗ lực đảm bảo một giải pháp công bằng nhằm chấm dứt xung đột, theo Reuters. Ở một diễn biến khác, Mỹ trừng phạt 400 thực thể hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đức cảnh báo, nguy cơ Nga tấn công tên lửa vào Ukraine là một số tin tức thế giới đang chú ý trong ngày 24 tháng 8. Theo báo Ukrainska Pravda, Đức đã cảnh báo công dân nước này rằng các cuộc không kích của Nga vào thành phố của Ukraine có thể tăng lên trong ngày 24 tháng 8, từng ngày độc lập của Ukraine. Họ khuyến cáo công dân Đức không đến Ukraine, còn những người đã đến sẽ được yêu cầu rời khỏi đất nước khẩn cấp. Bộ Ngoại giao Đức lưu ý rằng, vào thời điểm ngày độc lập của Ukraine, có nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và trên không nhằm vào các khu vực đô thị, đặc biệt là thủ đô Kiev. Ngày 23 tháng 8, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên hơn 400 thực thể và cá nhân vì đã hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong số này, có các công ty Trung Quốc bị giới chức Mỹ cáo buộc đang dung Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây và xây dựng quân đội, theo hãng tin Reuters. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, lệnh trừng phạt nhắm vào một số công ty Trung Quốc tham gia vận chuyển máy móc và thiết bị vi điện tử đến Nga. Theo Reuters, Đại sứ quán Nga tại Washington chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về các lệnh trừng phạt mới. Ngày 23 tháng 8, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để gửi lời chúc mừng nhân ngày độc lập của Ukraine 24 tháng 8 và thông báo về việc cung cấp gói viện trợ quân sự mới. Gói viện trợ này bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, thiết bị chống máy bay không người lái và tên lửa chống tăng, đạn dược cho binh sĩ ở tiền tuyến và hệ thống tên lửa di động bảo vệ họ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington cũng nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia tham gia mua đạn dược và các vật tư khác cho Nga, giúp các nhà tài phiệt Nga và những người khác trốn các lệnh trừng phạt thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo